Phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số VN-Index đã xác nhận vượt đường 12.200 sau khi điều chỉnh về vùng 1.073 điểm và đi ngang tích lũy ở vùng quanh 1.080 đến 1.100 trong vòng 2 tuần với thanh khoản thấp dần về ngưỡng khoảng 500 triệu một cổ phiếu khớp lệnh một phiên. Tuy nhiên đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì chỉ số đã tăng mạnh trở lại kèm theo khối lượng khớp lệnh tăng gấp đôi so với giai đoạn trung bình tuần trước. Phiên tổng khối lượng khớp lệnh toàn thị trường trong phiên hôm nay đạt khoảng 1 tỷ cổ phiếu. Điều này thể hiện dòng tiền đã tham gia vào mạnh trên toàn thị trường trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm hiện tại đã giảm xuống mức rất thấp, chỉ từ 2 đến dưới 5% đối với một năm. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng trong phiên giao dịch ngày hôm nay, dòng tiền đã tham gia mua vào mạnh, lan tỏa ở nhiều nhóm ngành trên thị trường như là chứng khoán, bất động sản hay là nhóm ngành thép. Và như vậy thì khuyến nghị trong room khách hàng được đưa ra trong giai đoạn 2 tuần trở lại đây khi mà tiếp tục nắm giữ khối lượng cổ phiếu đã mua được khi mà mua được đúng ở phiên tạo đáy của thị trường ngày mùng 2 tháng 11 cũng như là canh mua gom thêm ở những nhịp điều chỉnh sau đó là hoàn toàn chính xác khi mà phiên hôm nay thị trường đã xác nhận tiếp tục tăng điểm trở lại và xác nhận việc tạo đáy hai ở vùng 1.073 điểm. Và nhìn chung thì đây vẫn là vùng chân sóng lớn cho cả chu kỳ 2024 đến 2026. Vì vậy thì nhà đầu tư nên canh ở những nhịp điều chỉnh của thị trường trong giai đoạn tới đây để có thể gia tăng thêm khối lượng cổ phiếu nắm giữ. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng không nên đua mua vào các mã cổ phiếu khi mà đã có nhiều phiên tăng liên tiếp tăng nóng, mà nên chờ những nhịp điều chỉnh để có thể mua thêm. Và ngoài ra thì nhà đầu tư cũng nên tiếp tục nắm giữ khối lượng cổ phiếu đã mua được ở phiên tạo đáy của thị trường để có được vị thế giá vốn thấp sẽ là vị thế tốt để tránh được cái tâm lý khi mà giá cổ phiếu bước vào những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Và việc nắm giữ cổ phiếu qua những nhịp điều chỉnh ngắn thì sẽ giúp cho tài khoản của nhà đầu tư có thể gấp thêm được vốn rất là lớn cho giai đoạn tăng dài sau này. Và trên thị trường ở thời điểm hiện tại thì những nhóm ngành đang thu hút được dòng tiền đang là nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản và nhóm ngành thép. Vì vậy thì nếu tài khoản của nhà đầu tư đang nắm giữ mã cổ phiếu của các nhóm ngành khác mà cho hiệu quả chưa cao thì có thể cân nhắc cơ cấu sang cổ phiếu của các nhóm ngành này. Và dự báo trong phiên giao dịch ngày mai thì với lực cầu vào mạnh mẽ trên thị trường, khi mà trải qua 2 tuần tích lũy thì lực bán trên thị trường đã giảm dần về mức cạn kiệt trong tuần vừa qua thì đến tuần này dòng tiền đã quay trở lại mạnh mẽ trong bối cảnh là lãi suất tiền gửi tiết kiệm hiện tại đang duy trì ở ngưỡng rất là thấp. Vì vậy nên là trong phiên giao dịch ngày mai dự báo là thị trường sẽ tiếp tục ghi nhận đà tăng điểm khá là mạnh với dòng tiền vẫn tiếp tục tham gia chủ chốt vào các nhóm ngành như là chứng khoán, bất động sản hay là nhóm ngành thép. Và mọi tư vấn cũng như là tín hiệu mua bán đầy đủ thì sẽ được cập nhật trong room khách hàng và quý nhà đầu tư có nhu cầu tham gia room khách hàng thì có thể liên hệ với số Zalo 032 975 9522 Miss Hoàng Nguyễn để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.